Jin Sasaki và Keita Obara tạo ra trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu bằng những cuộc trao đổi nặng nề. Ngã đài sau khi dính đòn cận chiến của Keita Obara, nhưng nhà đương kim vô địch châu Á Thái Bình Dương của WBO ở hạng bán trung trở lại và đảo ngược tình hình bằng những cú đấm chất lượng. Cuối cùng, võ sĩ 21 tuổi này bảo vệ thành công danh hiệu châu Á Thái Bình Dương của WBO mà anh có được hồi đầu năm 2023 bằng đòn tay phải hạ knock out kỹ thuật thách thức lớn hơn anh 15 tuổi khi hiệp thứ 3 còn 1 phút 13 giây. Đây là chiến thắng thứ 15 sau 17 lần thượng đài của võ sĩ Jin Sasaki